Rick kìa. Rick đi kìa, Rick kìa. Không khí lễ mừng chiến thắng của người Gia Rai ngày xưa. Và ngày xưa còn sự giao tranh giữa các bộ lạc, giữa các làng với nhau. Và nhân dịp mừng chiến thắng thì các bà con tổ chức lễ này. Và quý vị có thể vào hòa mình cùng các nghệ nhân trong đêm diễn ngày hôm nay, cũng như là hòa mình vào lễ hội chiến thắng của người Gia Rai, đúng như tinh thần của chương trình Cùng Chiêng cuối tuần, thưởng thức và trải nghiệm. Mong quý vị đừng ngần ngại, cũng không dễ mà có dịp mà chúng ta có thể gặp được một lễ hội của người Gia Rai ngay giữa trung tâm thành phố Pleiku như thế này. Vậy nên chúng ta hãy tranh thủ cơ hội này để vào cùng nhảy múa trải nghiệm cùng các người dân. Và vâng, theo quan sát của ban tổ chức thì rất nhiều quý khán giả bên ngoài cũng đang nhún nhảy theo đường nhịp chiêng rồi. Và chúng ta bây giờ thì nữa mà không vào cùng nhảy với các người dân để cùng vui chúng ta thêm hơn nữa ạ. Thank you.
Vâng, chúng ta vừa được thưởng thức lại màn tái hiện võ thuật của người Gia Rai, của hai nghệ nhân người Gia Rai tái hiện lại phần tranh đấu võ thuật của người Gia Rai ngày xưa. Vâng, cũng rất là uy nghi hùng mạnh. Vâng, phía sau đây là hai nghệ nhân đang đánh trống và một nghệ nhân chơi một chiếc cồng rất là to. Hai nghệ nhân cũng đang trình diễn rất là say mê. Vâng, xin mời hai nghệ nhân chúng ta ra phía trước cây nêu trình diễn, khán giả cùng xem nha. Chơi trống và cầm chiếc cồng số 1 là chiếc cồng to nhất trong bộ chiêng, là hai nhạc cụ to nhất trong bộ cồng chiêng mà các nghệ nhân nhảy múa cũng rất say mê, thì chứng tỏ sức khỏe của các nghệ nhân cũng không thua gì các lực sĩ đâu ạ. Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa được hòa chung không khí lễ hội mừng chiến thắng của người Gia Rai thông qua phần phục dựng của các nghệ nhân làng Pleiku Ró, phường Yên Độ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Và ngay sau đây thì các nghệ nhân của chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong vòng ít phút để lấy lại sức khỏe, tiếp tục phục vụ quý khán giả của chương trình Cồng Chiêng cuối tuần. Và chúng ta đang trong chương trình Cồng Chiêng cuối tuần.